Xin chào các bạn, trở lại với chú hươu cao cổ này nha. Đây là con hươu cao cổ nha, mình đang đi mua đồ ăn cho nó nè. Rồi 10.000 một bó nha. Rồi cho mấy con nhỏ nhỏ này ăn trước đi. Dê nè, cừu nè, mấy con này ăn trước đi. Mấy con dê này chắc bị bỏ đói nè, chờ dành ăn hoài. Đó, xếp hàng dành ăn đó. Đó, đây một chú dê nhỏ nữa. Đó, nhỏ xíu à, nhỏ xíu mà đòi ăn ghê chưa. Đó, còn dành ăn nè, con này dành ăn con kia nữa kìa. Thấy không? Đó, nó đang cúi xuống đó để mình rờ đầu nó nha. Các bạn coi nha. Đó. Có nào nó ăn cái điện thoại của ao không Tuy? Nào nó ăn cái điện thoại không? Kẹo đây, con lên đây đi. Đây là hai con nha. Đó, một con, kia là một con, nữa là hai con. Đó, mọi người đang bu vô cho nó ăn đó. Trời ơi, trên là hai con hươu, dưới là mấy con dê. Con này nó thèm ăn sao trời, nó chảy nước miếng quá trời luôn nè. Ghê quá. Đưa đi, đưa mạnh dạn lên. Thôi cho về. Đi qua cho đi. Sao đâu. Về đi.